chúng ta vào làm việc nhé. Em là tên à? Dạ, em là Linh. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 2023. Tôi là luật sư Lê Tuấn Anh, trưởng văn phòng luật sư Bảo Nhân, thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đến làm việc với hai lao động và công ty để đảm bảo đúng pháp luật trước khi hai em xuất cảnh sang Đài Loan làm việc tại hạn. Trong buổi làm việc hôm nay thì luật sư sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần xác định tư cách pháp nhân và các cái thủ tục pháp lý có liên quan đến việc mà hai em xuất cảnh sang Đài Loan. Phần thứ hai, luật sư sẽ dành một cái thời lượng để thông tin tuyên truyền phổ biến tình pháp luật hiện nay của Việt Nam và Đài Loan để chúng ta nắm bắt được, chúng ta sang để tránh bị những kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Em đi nào chưa? Em đi rồi à? Em đã đi Đài Loan nào chưa? Chưa à? Chưa thì là nào? Em có nghe anh nói không? Em có nghe. Ok, thế từ rồi. Mình ở Hải Dương à? Em ở Hải Dương đi. Em ở Thanh Hóa. Thứ nhất là buổi làm việc ngày hôm nay được quay clip ghi âm ghi hình theo yêu cầu của đối tác Đài Loan. Bản clip này hợp lệ, hợp pháp. Bản clip này sẽ được chuyển sang đối tác Đài Loan, được lưu tại công ty và khi các cơ quan chức năng yêu cầu thì được trưng dụng. Ok. Em và Linh là hai người có đủ điều kiện năng lực hành vi dân sự, không ai bị khiếm khuyết cả, không ai bị ép buộc cả. Đấy. Đều tự nguyện làm đơn, làm thủ tục để xin đi xuất khẩu động. Những người bảo lãnh cho mình cũng tự nguyện bảo lãnh cho mình, không bị ép buộc. Ok. Thứ nhất là anh khẳng định về tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân là công ty ở đây mà em hay em đi này, là đơn vị có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước, được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp phép hoạt động, đưa người sang làm việc ở Đài Loan có thời hạn. Hai em theo đường hợp pháp, đi hợp pháp này, sang bên kia cư trú hợp pháp này, làm việc hợp pháp này, hết thời gian về hợp pháp. Đấy, đầu tiên là khẳng định như đấy. Thứ hai là các em được hưởng tất cả những cái quyền lợi, những cái mà hai chính phủ Việt Nam và Đài Loan đã ký kết với nhau, được pháp luật của Đài Loan bảo vệ, được khám sức khỏe định kỳ, được khám chữa bệnh khi bị ốm đau, được cấp thẻ cư trú, được các chế độ bảo hiểm. Ok. Hiện nay lương của các em là 26.400 đài. Đấy là theo làm ở các cái bệnh viện dưỡng lão. 6 tháng nữa năm 2024 sẽ được tăng lương tiếp. Ok. Đây là cái thứ nhất về công ty. Thứ hai về văn phòng luật sư Bảo Nhân. Hôm nay đứng làm chứng này, anh là giám đốc trưởng phòng. Được thành lập từ ngày anh chuyển từ bên cục điều tra hình sự ra làm luật sư. Được bộ trưởng bộ tư pháp cấp chứng chỉ nghề hoạt động hợp pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngày hôm nay có đủ điều kiện về năng pháp lý để làm chứng và bảo vệ quyền định pháp cho các bên, bảo vệ cho các em trước là các em đi theo đường hợp pháp, đi như được hưởng tất cả những quy chế như vừa nói. Ví dụ mai mốt các em lên cửa khẩu Nội Bài mà lại bảo rằng đơn hàng này không hợp pháp, đơn hàng mà các em có quyền khởi kiện công ty và anh sẽ là người giúp đỡ các em đòi lại quyền lợi, thậm chí còn đưa công ty ra tòa. Nhưng lại nếu chúng ta vi phạm thì chúng ta cũng lại bị bên kia người ta kiện và luật sư lại phải giúp đỡ. Chờ nên những cái mà lưu ý về vấn đề tư cách pháp nhân. Trong buổi làm việc hôm nay thì có các loại giấy tờ sau. Thứ nhất là biên bản làm việc này. Cái biên bản làm việc này như anh vừa nói là hợp lệ, có đầy đủ chữ ký của các bên và các em đều ký kiểm chỉ người bảo lãnh nữa. Công ty văn phòng luật sư sẽ ký đóng dấu. Đây là em là đồng hương của tôi. Đấy, chắc là em ở gần ra tiền chung chứ. Có gần ra tiền chung không? Hợp Tiến đâu có gần ra tiền chung không? Gần ra tiền chung ở năm sách này. Gần chung cân. Okay. Anh ở thành phố. Ngay gần công viên Bạch Đằng ấy. Đi một đoạn rồi đến nhà em thôi. Tiếp theo nữa là có một cái
ở đây gọi là cái bảng bảng cam kết bồi thường bỏ trốn. Cái bảng cam kết bồi thường bỏ trốn này ấy, là giữa bốn bên ký. Em ký, người bảo lãnh ký, công ty ký và anh ký. Nếu như mình vi phạm ở Đài Loan mà bỏ trốn nước ngoài thì sẽ bị phạt 100 triệu đồng. Cái tiền phạt này không phải cho công ty này đâu, không phải cho anh, mà là bồi thường cho cái viện ở bên Đài Loan. Người ta phải làm thủ tục cho mình từ A đến Z, và cái tổn thất của họ gây ra mình gây ra là phải bồi thường họ. Đấy, mình bị thiệt 100 triệu. Ngoài các giấy tờ này thì còn cái nghị định 95 của Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam mình được ký ngày 22 tháng 8 năm 2013, sang tháng sau được 1 năm là được 10 năm, nhưng nó còn nguyên hiệu lực. Trong cái nghị định 95 nó có cái điều 35 chỉ áp dụng với những người đi xuất khẩu lao động, không áp dụng với du học, du lịch, thăm thân hoặc đi công tác cá nhân. Linh và em phải nhớ là chúng ta có hẳn hơn 50 nước vùng lãnh thổ chúng ta đến, chứ không phải chỉ có Đài Loan đâu. Đài Loan chỉ là một vùng lãnh thổ thôi. Trong khi đó thì các nước khác thì rất hiếm, nhưng riêng Đài Loan lại rất nhiều trường hợp bỏ trốn. Hàn Quốc bỏ trốn làm ảnh hưởng đến cái thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam. Đấy, trong điều 35 này nó quy định 4 nội dung như sau. 1. Người lao động sang nước ngoài bỏ trốn không đến nơi làm việc. Trường hợp này ví dụ như đến sân bay, ra khỏi sân bay bỏ trốn. Thế thì hầu như trong ngành hình sự của anh xác định là những đối tượng gây án trầm trọng ở Việt Nam, như là giết người, cướp của, hiếp dâm, buôn lậu, buôn hàng cấm, thế rồi là tham nhũng, lừa đảo, cờ bạc vân vân, mà chưa bị bắt, chưa bị phát hiện thì kịp trốn. Chỉ có ghi là duy nhất là tháng 7 năm ngoái có 14 cô gái Việt Nam đi theo đường Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là miền Tây Nam Bộ, sang nơi kia cả xe nó đón đi hết, bởi vì các cô ấy đã có một ý định trước cùng với cả đối tác bên kia là đón sang để đi làm mại dâm, để đi làm gái, cho nên là chúng nó đón nhau đi, nhưng chỉ hơn một tháng sau là bị hot hết, bắt hết. Đấy, và cái đó cái rất nguy hiểm, tí anh sẽ nói kỹ vì hai em là nữ. Cái điều thứ hai là phá vỡ hợp đồng bỏ trốn nước ngoài thì nó trùng với cái này của ta. Đấy, cái điểm thứ ba là hết thời gian lao động bỏ trốn không đến nước được của quy định. Cái thứ tư là trực tiếp này tham gia lừa đảo, lôi kéo dụ dỗ ép buộc người Việt Nam khác bỏ trốn. Nếu như vi phạm mà bị công ty đây người ta khởi kiện thì sẽ bị phạt 100 triệu đồng nữa, nhưng lại là công an của địa phương, như là công an của Thanh Hóa nhà em, công an Hải Dương đấy là thụ lý. 100 triệu sẽ được lộp vào kho bạc nhà nước 70 triệu, còn 30 triệu sẽ được bồi dưỡng cho cơ quan công an. Em đã có gia đình chưa? Em có ạ. Mấy con rồi? Hai. Em mấy rồi Linh? Ba. Chồng nó làm gì? Làm công nghiệp. Ồ, thế thì phải cố gắng đi làm việc thôi, cố gắng. Đấy là cái góc độ như thế nhất thì anh lưu ý với các em. Một cổ hai chẳng, 100 triệu bên nộp giảm Việt Nam và 100 triệu công an. Mà bây giờ nhấn nội chính sách này, bồi dưỡng nguồn trực tiếp cho công an 30 triệu. Em phải nhớ là người ta làm công an lương, làm công việc nước rồi, nhưng lại được thưởng thức là nhà nước ngầm khích lệ các cơ quan chức năng làm việc. Và để tăng cường thêm cái bảo vệ pháp chế, bảo vệ pháp luật nha. Đấy, như thế. Cái gì này? Đóng lại kìa. Luật sư sẽ căn cứ vào những tài liệu chứng cứ này làm pháp để bảo vệ quyền lợi pháp cho em và hai bên, và cũng lại là bảo vệ cho công ty, nhớ chưa? Ok, cái đấy là những cái mà có liên quan. Bây giờ chủ yếu hai em là nữ thì anh cũng lưu ý này, mang tiếng hai con ba con nhưng còn đẹp lắm, còn trẻ lắm, cho nên là phải nhắc nhở nhiều. Đấy, cái việc đầu tiên ý, đi sang bên kia mình phải xác định tinh thần là mình đi làm việc, đi kiếm tiền, không phải đi chơi. Đấy, ở nhà bây giờ cái biết là Việt Nam mình 100 triệu dân, 60 triệu người đang độ tuổi lao động, nhưng chỉ có gần 20 triệu người là có lương tháng thôi, là có các chế độ thôi, còn lại là hơn 40 triệu người như chúng ta ấy là lao động tự do thuần nông. Thế thì lao động tự do thì tháng này làm được, tháng sau không có, không đều, ốm đau không có chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhớ như thế. Mình cần phải có việc làm,
Đấy, đi làm việc bên kia thu nhập bên cao thế thì ở nhà chẳng có được. Đấy, nhớ như thế. Anh chỉ nói với các em là cả nghìn nhà một kiểu kiếm tiền, cứ bằng sức lao động của mình là vinh quang. Một bác già trông xe ngoài kia, vá xe ngoài đường, làm cái bơm cái chậu nước, rất vinh quang. Đấy, chỉ đi móc túi, trộm cắp, rồi là cướp, bóc các thứ rồi, lừa đảo, thế rồi buôn lậu, buôn hàng cấm, hại dân, hại nước, tham nhũng nhân dân thì bị xấu thôi. Chứ còn ta đi làm việc tuyệt vời. Anh nói với em biết là những năm 80, nhà anh ở trên khu tập thể Bộ Công an, cả khu tập thể tối hàng ngày mang cái ghế nhựa ra nhà bác Mão để ngồi xem bốn tuyến. Có mỗi cái vụ tuyến Liên Trắng, chị Niên còn bác đi lao động hợp tác ở Liên Xô cũ mua về, chứ còn tất cả cả khu tập thể không có cái gì cả. Lúc ấy nó lấy đâu ra đâu, rất nghèo khó. Đấy, nếu như không có những chị những anh mà đi Liên Xô, đi các nước xã hội chủ nghĩa ngày xưa để lao động xuất khẩu thì làm sao có được. Đấy, bây giờ phải nhớ như vậy. Thế là cái nhất. Cái thứ hai các em nhớ là mình mới sang ấy, mình phải tranh thủ học tiếng. Các em ấy phải xác định vất vả nhé. Yeah. Có lúc phải trông hơn chục cụ. Yeah. Nhưng mà người ta không như các cụ Việt Nam. Yeah. Người ta rất có ý thức. Yeah. Người ta hợp tác. Cho nên các, ngoài tiếng Trung thì các em phải học tiếng Đài. Học tiếng Đài để nói chuyện với các cụ già. Yeah. Mình làm cái vấn đề điều dưỡng này là mình phải xác định là vuốt ve vỗ về. Yeah. Là phải an ủi động viên. Yeah. Là phải coi người ta là những người thân của mình. Yeah. Thì người ta mới quý mình. Dạ. Người ta mới chịu quan tâm mình. Dạ. Nhàn là ở do mình. Dạ. Nếu vất vả thì mình phải chịu thôi. Dạ. Nhưng mà người ta hợp tác thì mình sẽ nhàn. Dạ. Mà người ta cứ không hợp tác thì mệt mình. Dạ. Phải xác định thế. Dạ. Và một cái điểm thứ hai là đừng đi đâu trong 3 tháng đầu, đừng đi chơi đâu, bởi vì lúc đó còn phải khám sức khỏe này. Dạ. Làm chế độ bảo hiểm, làm thẻ cư trú. Dạ. Nếu như đi ra ngoài không may mà bị công an thì chắc không có thế đâu. Đi bắt thì viện lại phải đến xin, vừa bị mất tiền phạt, vừa bị mất thời gian. Yeah. Nhưng mà nguy hiểm hơn là không may mà bị mình gọi là gì, bị va chạm, bị làm sao đấy thì rất là thiệt thòi. Yeah. Rất là dở hơi. Chưa có bảo hiểm thì các em nhớ là bị làm sao mình phải tự chịu trách nhiệm, ốm đau bệnh viện. Nếu như đi hợp pháp thì mình trả tiền, sau này mình lấy cái tờ có bảo hiểm người ta sẽ trả. Nhưng nếu mình bị vi phạm va chạm ngoài đường là không có ai đèn đâu, chú ý đấy. Đấy, thế rồi là làm việc mình phải giữ gìn vị trí sạch sẽ, nơi ở, nơi làm việc của cá nhân mình. Yeah. Không được xả rác bừa bãi. Yeah. Không nói nó lại là ngáp ngủ thì cũng phải lấy tay chém miệng. Yeah. Đấy, tối thiểu như thế. Yeah. Các em mà nữ thì anh không phải nhắc đến chuyện vệ sinh. Yeah. Chứ đàn ông anh phải nhắc, cậu hay tè bậy lắm, đang đi đường kìa, đỗ vào vỉa hè bơm luôn, không có sợ gì cả. Nhưng em thì không nên như thế, nữ mà. Đấy, tiếp theo một điểm nữa lưu ý các em này, đừng nghe bố con thằng nào hết. Sang để làm việc cho tốt mình phải hợp pháp. Mình mà bất hợp pháp ấy, mình sẽ không được pháp luật của Đài Loan bảo vệ nữa. Yeah. Mình có thể bị xâm hại danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, thậm chí cả tính mạng luôn. Yeah. Đấy, chú ý thế. Chỉ tin bố mẹ mình. Yeah. Chỉ tin vợ chồng, anh chị em ruột, con cái của mình thôi. Ra ngoài không dễ gì cả. Người ta giúp mình ý, chỉ trừ người ta yêu mình thật sự thì không nói. Chứ còn nếu như không vì cái nọ, vì cái chai, các cụ bảo ông mất chân giò mà có chai rượu làm gì có chuyện mà. Tự nhiên người ta đến người ta mời mình đi ăn, mời mình đi uống, cho mình cái nọ cái kia mà người ta không đòi hỏi cái gì. Người ta tìm cách người ta, người ta lừa mình về lao động đấy. Đấy, chú ý. Các em sang nơi cái ở trên điện thoại này, các em sẽ nhận được những cái tin nhắn. Yeah. Tin tưởng của các em. Yeah. Có thể là mời chào ra ngoài làm được 6 bạn đài. Yeah. 8 bạn đài một tháng. Yeah. Đặc biệt là những cô gái trẻ 18, 20, thậm chí đến 10 bạn. Nhưng ra thôi chỉ có đi làm để dầm được. Yeah. Nhớ chưa? Yeah. Đấy. Mà làm như thế đừng cứ nghĩ là làm thế để làm giàu, có đâu. Em đẹp thì đẹp thật, thế nhưng mà ở một chỗ mãi trở thành coi như là bị nhàn. Yeah. Nó sẽ bán mình đi không chia. Yeah. Bán mình đi Thái Lan. Nó gọi là mới hàng, em hiểu chưa? Cổ nhân có câu là miếng ngon ăn mãi cũng chán. Bây giờ có những thằng khách có quen, nó đến cứ tìm mới. Thế mình lúc mình cũng có đẹp bằng gì trên nước rồi của mình cũng sẽ mất dần. Và nó sẽ bán đi, vì nó buôn người chứ không cần mình đâu. Yeah. Phải lưu ý thế, hết sức chú ý, đừng có nghe. Yeah. Ngoài cái việc làm như thế nhưng không may còn bị về nội tại.
cực kỳ nguy hiểm. Anh nhắc các em là nam nữ nội tạng như nhau, nhưng riêng nữ là cái da của phụ nữ đặc lắm nhá, da của phụ nữ đặc lắm. Anh hướng quê nhà mình Hải Dương này, bạn anh là trưởng khoa chỉnh chấn thương chỉnh hình viện 408 đấy, phó giáo sư tiến sĩ đấy, đại tá cùng cấp ba anh đấy. Anh ấy bảo là một miếng da của bàn tay của phụ nữ, một miếng da đấy, miếng da, da đùi, da lưng, da cái thứ đấy, 860 triệu giá của bệnh viện. Nếu như làm một ca phẫu thuật xong là 1.5 tỷ. Các em thì bây giờ bỏ ra 1.5 tỷ thì không dám làm. Nhưng em biết phụ nữ mà, sinh đẻ xong có thể da cũng bị hỏng, có người hỏng ở bụng, có người hỏng dạng lung tung. Vậy mấy anh không đâu đúng không? Thế gọi là mang cái cả cái bầu to như thế bị giảm nha. Thế rồi là những người bị tai nạn, những người bị bỏng, những người bị bệnh ngoài da, những người bị bẩm sinh, ví dụ như là lám chảnh, làm đẹp. Và các em nhớ là nước mình có 63 tỉnh thành thì phải có 63 ông bí thư đúng không? 63 ông chủ tịch. Thế bây giờ 63 ông bí thư thì phải có 63 bà vợ. Chưa nói bồ nhí nhá, chưa nói bồ nhí các em đâu còn cận cần hơn. Thế thì những người mang tiền trong gầm bàn như này, gọi là tiền người ta, tiền hối lộ, tiền đút đót, tiền mưu xén nhiều lắm. Các bà sẵn sàng bỏ ra cả tỷ để các bà làm đẹp. Đập phá làm lại, làm đẹp luôn. Các cô bồ ấy, các ông đã bảo lãnh bảo kê rồi thì các cô ấy làm gì trả được, chú ý như thế. Cho nên là người không có tiền thì sợ, nhưng người có tiền thì sẵn sàng đặt bác sĩ ngay. Tôi cần làm cái này, bây giờ 1 tỷ tôi đưa bác 1.5 tỷ. Bác sĩ sẽ tìm nguồn ngay, có cầu sẽ có cung. Đó, tuy nhiên phải nhắc vậy thôi. Và hơn nữa là các em bỏ ra một đống tiền đi, các em bỏ ra ít nhất cũng phải hơn 100 triệu chứ nào. Hơn 100 triệu đó là của vợ chồng đấy, tiền của con mình đi học ấy, nuôi con mình học ấy. Thế bây giờ mình phải bỏ ra để mình đi việc này, thiếu thì đi vay đúng không em? Đi vay thì phải trả chứ. Thế thì mình làm sao mình phải đi làm để kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền. Chứ còn không ai cho mình cả. Bây giờ các em nhớ là các em đi ngoài đường, đi xe máy hết xăng vào trạm xăng, các em có xin được không? Không cho, không cho cả đúng không? Con mình không đủ tiền đóng học thêm ấy, thì nghỉ, không chuyện đi học. Đấy là đương nhiên cuộc đời thôi. Chẳng ra ngoài chợ mà bảo là xin cân gạo, xin cân thịt không có đâu, mà phải bằng túi tiền của mình. Hà Nội này người ta nói vui nhá, nghèo nhá, chết còn không chỗ chôn. Muốn đưa về quê Hải Dương, muốn đưa về quê Thanh Hóa thì cũng vài chục triệu. Mà muốn ở trên Yên Kỳ hay trên Vĩnh Hằng ấy 100 triệu. Nghèo lấy đâu tiền? Ốm đau bây giờ mà nghèo không có tiền là không định viện được. Nhắc em đi thôi. Đấy, phải lưu ý thế. Thế mình phải cố gắng làm việc. Thế và đồng tiền không phải là tất cả, nhưng đồng tiền rất quan trọng. Các em cứ nghĩ thì mình đều có gia đình rồi. Anh gặp em, toàn các em xinh đẹp này, quá là quý đúng không? Rất là đại nhiệt đối ngưỡng nữa. Thế nhưng mà cái người coi thường nhau thì lại là những người thân thiết, những người trong gia đình ấy, những người họ hàng ấy, những người ở cùng một chỗ ấy. Cái người nào nghèo thì người bị coi thường hơn, cái người giàu người ta khổng khẹn hơn. Đấy, trong họ ông bà nào, gia đình nào mà nghèo nghèo khó một tí là bao giờ cũng thấp kém hơn, cũng bị coi nhẹ hơn. Đấy, mình cứ nói thẳng với nhau như thế đi. Cho nên phải cố gắng kiếm đủ tiền. Em đi làm có tiền về, thứ nhất con cháu ở nhà mình đi học, con cháu đi học được. Thứ hai mình có tiền về, mình mới mở được cái cửa hàng, mình mới mở được cái đại lý, mình mới kinh doanh được. Cho nên cố gắng. Để nó cho mình đi nhiều lần, đi có thể tới 4-5 lần, hoặc là người ta có thể ký mình 3 năm gia hạn không mất tiền, hoặc là loại mình 2 năm, 12 năm không mất tiền, do mình hết, chứ không phải do ai. Và đây là một câu chuyện có thật luôn này. Cố ý tuổi như bọn em này, đi sang cũng làm việc dưỡng não, đi sang nơi làm được 6 tháng thì nó câu ra ngoài làm nốt ô tô. Thời điểm cô đi lương có 2-3 nghìn thôi, thì cô có vay ngân hàng 100 triệu khi đi đấy, thì mới giảm có 30 triệu chứ 70 triệu nữa. Và cô ở Ý Yên Nam Định, thế khi mà ngân hàng người ta đề nghị anh xuống nơi thì anh rất tiếc, rất buồn là cô bị trục xuất về. Bởi vì làm được mấy tháng thì bắt đầu chúng nó câu ra ngoài làm nốt ô tô được 4.000 đài, 4 vạn đài, ở trong thì có 2 vạn 3, ra ngoài được 4 vạn. Nhưng được đúng 5 tháng 16 ngày thì bị bắt. Bị bắt xong phát lên trên đồn ấy, cảnh sát nói luôn, người Việt Nam phải báo ra bắt nha. Người ta không động chạm đến, nhưng vì cái thằng nó lôi mình ra, nó kéo mình ra, nó được một cái tiền hoa hồng cho cái trường tốt. Nhưng mà đến khi nó cho người của nó đi báo
Thế là cái người dự báo được thưởng 7.500 đài. Thế em sang sẽ biết. Còn cái tiền lương gần 200 triệu của cô ấy làm em lính mất. Cô bị bắt rồi, bị trục xuất té. Làm sao tìm được nó à? Nó là xã hội mà. Nếu như thế, chứ nó những chuyện nó lừa ra ngoài, nó ép mình làm cái thứ khác. Đấy, cho em, đấy là những cái mà anh nhắc nhở các em. Các em nhớ là ở đâu mình phải tuân thủ pháp luật. Ở Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam, sang Đài tuân thủ pháp luật Đài. Các em đi quan hệ giao thông này, các em đã thấy luôn là gì? Chưa. Được không? 5%. Được rồi, nhanh hơn 1 phút nữa thôi. Thế thì nếu như mình cứ đi đúng làn đường, đi đúng tốc độ, đèn xanh đỏ dừng lại, đi đúng không vượt đèn đỏ, không đi vào đường ngược chiều thì mới không bị sao, đúng không? Nhưng nếu cứ phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng, lao đèn đỏ, vượt đường ngược chiều lúc tục thì dễ bị tai nạn hơn, rủi ro cao hơn. Sao hiện vậy? Đấy. Những cái cần lưu ý thế này, nhắc em. Em ghi số điện thoại của anh vào đi. Ghi số điện thoại của anh. Em điện thoại tí này, anh đọc cho em ghi sau. Được chưa? 0922. Ừ. 0922 515 888 318. 10 phút nữa. 10 phút nữa nhanh máy lại cho anh. Sau đó là gì? Có cái gì? Cái bạn Zalo sang kia nhắn tin. Còn anh nhắc các em là bây giờ các em đi làm cái này một cái nghề rất quan trọng đấy. Bộ Y tế Việt Nam đang xác định thiếu 50% điều dưỡng viên. Nghĩa là có 3 một bác sĩ thì 3 điều dưỡng, nhưng bây giờ chỉ có 1,5 thôi. Và sau cái đại dịch Covid-19 ấy, thì thành phố Hồ Chí Minh mất thêm 30.000 các điều dưỡng viên nữa, thứ trầm trọng luôn. Và ngay cái mẹ đẻ anh là bác sĩ nhé, nhưng mà khi bị đột quỵ đi viện não khoa, viện Bạch Mai, viện Việt Pháp, anh phải thuê chị Nguyệt quê ở Thái Bình, chị đi Đài Loan về, chị chăm cho một chị chăm hai người liền, mẹ anh với một bà nữa ở bệnh viện não khoa, mỗi nhà là 15 triệu một tháng, là có 30 triệu tiền lương luôn. Anh nhắc như thế luôn. Bệnh viện nào thiếu cho nên các em đi về rất là tốt. Ghi điện thoại của anh, lúc nào về, bao giờ về, gọi điện cho anh, nếu cảm thấy được anh sẽ giới thiệu cho bệnh viện Mai làm giúp cho các cụ già, các bà già. Nhà anh các con lớn trưởng thành nhưng mà không thể trông mẹ được, phải nhờ người đến luôn. Chị chỉ mất 20.000 tiền giường một ngày, nghĩa là 20.000 cái giường gấp của tối ngủ. Còn đâu thì ăn uống nhé, hầu như là nhà anh với cái nhà một nhà kia là mang đến quà đến này để cho mẹ mình ăn, mình mời chị ăn hết, chị phải lo cho. Đến ngay bố vợ anh vừa mới chết lên cũng thế, cũng phải thuê một chị tiểu hoa ở Phú Thọ cũng Đài Loan về 5-6 tháng liền, hơn 6 tháng thì cũng chết tại nhà chăm sóc cụ tại nhà, mà trong đó có gia đình hỗ trợ rồi đấy. Đấy, vừa ở vừa ấy cái thứ, cho nên là cái nghề ngành điều dưỡng này rất tốt luôn. Các em đi chỉ cần 3 năm thôi nhé thì chấp luôn các cháu nó học trung cấp cao đẳng ở nhà bằng sư phụ, bởi vì chúng nó học ở nhà rất non và các em sẽ rất kinh nghiệm. Nhớ chưa? Mình cố gắng đến một nghề. Đấy thì trông nó nháy máy lại cho anh là xong là về là đấy, bảo có gì gọi điện nhé. Alo nha. Thế bây giờ tất cả những cái đó anh đã nhắc nhở rồi, giờ các em cố gắng đi làm sao tốt, chúc các em đi thượng độ bình an, đi làm việc thật tốt, đừng nghe hôm qua thằng nào rồi ra ngoài nhé. Làm việc thật tốt, ok. Mình phải hợp pháp thì mình mới về được. Nhà còn có con, có chồng nhà. Nếu cái cháu lớn rồi, gửi ông bà đón chồng đi. Ông chồng ở nhà là ông đại anh hùng đấy. Bây giờ ông ấy tự nhiên ông đang cổ thủ bóng đá thế kia, ông đi trâu giò là mệt lắm. Anh rất thục cảm cho ông ấy đấy. Cố gắng nhé. Thôi, thế bây giờ là tắt máy đây. Xong là anh đóng dấu ở đây. Lấy tờ của pháp luật nhé, ok. Được rồi đấy, tắt rồi. Nó hết điện. Tí nào mua điện. Chồng nghe làm gì? Chồng nghe mất rồi. Chị buồn, anh xin chị buồn thêm một mình. Thì phải nhìn hai đứa con. Để cháu có lỗi của ngoại. Bà ngoại. Đấy, cháu có lỗi của ngoại như thế đấy. Cháu cố gắng thôi. Không là ấy, nếu như về không mới được không? Đằng nào sau này các cháu không gì bằng cứ phải Hà Nội để học, Hà Nội để học tập thì rất là tốt.
Rồi, cái xong là alo anh, em tắt cái điện thoại đi.